Đây nè con gì nè. Ô, mày thấy một con đại điểu. Ô, cái mình nó bự chưa, cái chân nó cũng cao nữa nè, cái cổ nó cũng cao nữa, con thấy chưa? Qua wow, con đà điểu nè các bạn nè. Ôi con cao gì ở đâu vậy? Ô, nó cao quá. Con nó kêu kìa. À, con chim, nó kêu. Con thấy đà điểu chưa? Có hai con đà điểu luôn. À, ba con đà điểu luôn. Ba con đà điểu. À, đúng rồi. Đúng rồi, có ba con đà điểu luôn. Nè. Cái cổ nó rất là cao luôn. Đà điểu. À, đà điểu. Đúng rồi, đà điểu. Đà điểu ơi. Con đà điểu. Con đà điểu ở đâu vậy? Đà điểu ở đây nè. Wow, một cái chiếc cu kìa. À. Để con lấy chiếc cu. Để con lấy chiếc cu nha. Mẹ. Đà điểu. Con coi nó đi, nhìn con đà điểu ra. À, con đừng trèo lên đó, té. Ồ, nó có cái cổ dài quá. Nè con, đà điểu nè ha. Đà điểu. Hai con luôn. Con gì con? Đúng rồi, con đà điểu. Đi bên đây nè con. Đẹp không? Ở ngoài kia kìa.